شوهر برو Xin chào tất cả các bác. Chắc là đây là lần đầu tiên mà từ khi tôi bắt đầu làm cái kênh YouTube Trang Trang TV mà sau cái hình ảnh intro giới thiệu kênh ấy, thì là không phải là hình ảnh của tôi với cái câu nói quen thuộc nữa, mà là một cái hình ảnh rất là khủng khiếp, đúng không ạ? Thế thì cái vụ nổ tại cái thủ đô Beirut của Liban á, vừa rồi ấy, hay còn gọi là Lebanon á, thì các bác mới thấy rằng nó tương đương với cả 240 tấn thuốc nổ TNT. Đấy. Và các bác có thể nhìn thấy những cái đám mây hình nấm, những cái sóng xung kích và cái địa chấn của nó, người ta đo được là lên tới 3,5 độ Richter. Và cái ảnh hưởng của nó lên tới cả 100 km với những cái mái nhà bị vỡ. Thì các bác mới thấy rằng là cái thủ đô Beirut của Liban đã bị phá hủy như thế nào. Có đúng không ạ? Thế thì báo cáo với các bác rằng là tôi muốn miên man đi một chút. Đấy. Sau khi mà các bác nhìn những hình ảnh như vậy. Đấy. Thì chúng ta cũng thấy trân trọng rằng là cái thời điểm này tôi đang ngồi đây, bác đang ngồi xem. Đúng không ạ? Chúng ta sống gọi là ở trong một cái gọi là hòa bình, và ít nhất rằng là không có được một cái sự lo lắng liên quan đến tính mạng của mình. Đấy. Dù rằng là nhiều khi đi ra đường thì vẫn lo lắm. Đấy. Thế nhưng mà ít nhất là ở mức lo nó ở rất thấp so với cái việc mà những cái sự bất ổn xảy ra ở tại những cái nước khác. Thế thì các bác nào đã xem cái video đặc biệt của tôi ấy, thì các bác thấy rằng cái quan điểm của tôi nó rất là đơn giản thôi. Tôi không bị bám chấp, tôi không bị vướng mắc vào cái thể chế chính trị nào. Tôi cũng không bị vướng mắc vào một cái từ ngữ, câu từ nào. Đấy. Ba que hay là cộng sản hay là với tôi thì nó cũng chỉ là hai cái mô tả về hai cái hướng tư duy nó đối lập nhau thôi. Mà cái mặt cảm xúc hàm chứa trong đấy là tôi bỏ đi. Ngay cả cái việc mà ngày xưa những cách năm trước tôi gọi là kêu gọi rằng nên bỏ cái từ ngụy. Đấy. Bởi vì là cái từ đấy là nó hàm chứa những cái cảm xúc nó không tốt. Đấy. Bởi vì không mấy người, tôi nói thật là không mấy người làm được như tôi. Có nghĩa là bỏ được cái cảm xúc ra khỏi những cái khi mình suy tư một cái vấn đề nào đấy. Đấy. Để mình đánh giá một cái vấn đề nào đấy. Để mình nhìn nó được góc lỗi của nó như thế nào. Thế thì các bác nhìn thấy là cái đất nước Liban á là bất ổn như thế nào, đúng không ạ? Đấy. Thì từ những cái năm trước đấy, thì đất nước Liban là một cái đất nước gọi là tương đối phát triển. Thế nhưng bắt đầu từ những cái năm 70-80 đổ đi là họ miên man trong những cuộc nội chiến, những cuộc tranh giành quyền lực với nhau, đúng không ạ? Mà chúng ta đều biết được rằng là Liban là một nước Cộng Hòa, đúng không ạ? Đấy. Nước Cộng Hòa. Đấy. Họ có tổng thống, họ có thủ tướng, họ có nghị viện, và họ có cả những cái phó thủ tướng và kể cả phó nghị viện nữa. Đấy. Thì đặc biệt là những cái người đấy, mỗi người là phải mang một cái tôn giáo khác nhau. Nó giống như chỉ định ấy. Nó cũng gần giống như ngày xưa chúng ta cũng phân chia ra rằng là miền Bắc thì phải làm cái này, nó gọi là bốn cái vị trí để chia ra Bắc Trung Nam kiểu thế. Đấy. Thế thì các bác thấy rằng là từ những cái hồi đấy đến giờ cho đến năm 2005 thì là ông thủ tướng Hariri ông ấy bị ám sát, thì nó chìm trong cái gọi là bạo loạn. Đấy. Mãi mới ổn định được vài năm gần đây thì lại chìm trong cái suy thoái kinh tế. Chưa hồi được suy thoái kinh tế thì lại bị cái dịch Covid vừa rồi. Mà khi trong tất cả mọi thứ nó đang bỏ đen tối như thế thì cái vụ nổ bom này nó phải nói thật sự khủng khiếp. 78 người đã thiệt mạng. Đấy. Và 4.000 người bị thương. Và con số nó sẽ còn tăng lên nữa. Trong đó có cả người bị thương, có cả một người Việt của mình đang ở Liban. Thế thì báo cáo với các bác rằng là chúng ta có hạnh phúc không khi chúng ta ngồi đây. Ngồi đây mà không lo sợ rằng là có một viên đạn nào đó vô tình chiếu thẳng vào đầu. Đúng không ạ? Đấy. Chúng ta có ngồi đây khi mà gọi là vẽ ra những kế hoạch kinh tế. Đúng không ạ? Đấy. Thế thì Việt Nam mình ấy, nó cũng tương tự như Liban thôi. Ở trong những cái vị trí, ở trong những cái vị trí như này về mặt địa lý, nó gọi là rất mạo hiểm về mặt chính trị, rất rủi ro về mặt chính trị. Ở Liban thì là những cái nước dầu mỏ thì từ những thập kỷ 70-80 là bị như thế rồi. Hầu hết các nước,
đấy, đều có một cái gì đấy. Đấy, đúng không ạ? Trừ những cái nước mà ngoại giao rất là giỏi ra như Ả Rập Xê Út hay một số nước như Israel các thứ, thì họ cái phải mặt họ lấy cái cuộc chiến ngoại giao để cuộc chiến tốt nhất đấy. Họ gọi là nhún nhường một chút xuống thì họ có được cái sự ổn định. Còn đa phần các nước ngay cả Liban, Syria rồi là liên quan đến Iraq, Iran đấy, các bác thấy không đấy, cả khu vực đấy nó chìm trong đấy và người dân họ không ngày nào được yên ổn đấy. Thế thì báo cáo với các bác rằng là có bóng cộng sản ở đấy không, đúng không ạ? Đấy, thì các bác cứ trả lời thật lòng đấy. Cho nên vừa rồi tôi mới ví một cái câu ví rằng là muốn gọi là nó giống như kiểu là chúng ta muốn lên một cái nấc cao hơn đấy, đúng không, thì cũng giống như kiểu là mình đang ngồi một căn nhà cấp 4 này mà nhìn sang căn biệt thự kia và muốn ngay lập tức có được một căn biệt thự nó như thế đấy. Trong khi đáng nhẽ chúng ta phải đi lao động, chúng ta phải chăm chỉ làm ăn, chúng ta phải chăm chỉ học hỏi để nền nã cái tư duy, nền nã cái trí tuệ lên, và phải chăm chỉ làm ăn để mà chúng ta tích tiền, tích nhỏ dần, lớn dần, rồi thì chúng ta mới mua được một căn biệt thự nó như thế. Nhưng mà đa số mọi người chỉ muốn rằng là ngay lập tức một phát chuyển sang căn biệt thự như thế. Thì báo cáo với các bác rằng là cái phương pháp nó chỉ có đi ăn cướp thôi. Đấy là cái triết lý cơ bản mà nó thành cái quy luật cơ bản của tất cả những cái nước trên thế giới này. Tất cả những cái nước Cộng hòa nổi tiếng ở trên thế giới này và đang là những nước số 1 thì họ đều phải trải qua đến hàng trăm năm. Làm rồi sửa rồi làm. Đấy. Còn cái nước nào mà bắt buộc cũng như là bắt đầu chỉ ngay lập tức chuyển sang một cái nền khác thì chỉ có hai trường hợp. Đấy, các bác cứ đi suy nghĩ những cái lời tôi nói và đi tìm thì chỉ có hai trường hợp. Một là họ trở thành một cái gọi là thuộc địa, một cái thuộc địa của một cái nước khác và đã hưởng được cái nền Cộng hòa đấy rất là lâu rồi. Đấy. Rất là lâu rồi. Đấy, đúng không ạ? Và gọi là chỉ khoảng trăm năm đấy, ít nhất là 80-100 năm thì ít nhất là có hai thế hệ được đào tạo ở trong cái nền đấy và bắt buộc phải theo cái đó. Thế hệ đầu thì sẽ phải gò ép theo và thế hệ hai thì họ sẽ dễ dàng hơn trong cái việc đó. Mà khi họ tách ra thành một cái nước độc lập thì họ có thừa hưởng được cái thứ đó. Nhưng ít nhất là mất khoảng 100 năm, 80-100 năm. Nhưng cái nước thứ hai á và làm được cái điều này á, đấy. Thì các bác thì tưởng tượng rằng là gọi là cái nước nó phải cực kỳ nhỏ đấy, cực kỳ nhỏ và họ cần có một cái lãnh tụ luôn đấy. Lãnh tụ luôn, người có thể huy động được tất cả những cái gọi là nguồn lực vào rồi là trở thành nó giống như kiểu có quyền lực như một ông độc tài đấy. Có quyền lực như một ông độc tài nhưng mà lại có một cái tâm như một vị Phật đấy. Để khi mà họ sẵn sàng, mà khi họ xây dựng xong rồi, họ xây dựng mình Cộng hòa xong rồi, họ trở thành cái xong rồi, tóm lại là kể cả gò bắt buộc lúc đầu là gò ép rồi tất cả, rồi là gò ép lại này, rồi là training như là training dân trí, tôi giả sự thế, rồi xong mấy chục năm đấy, sau đấy là khi họ là bằng cái quyền lực của họ, một nhà độc tài nắm được, nhưng sau đấy là họ sẵn sàng họ cho đi tất cả đấy, nghĩa là họ coi như là khi làm xong rồi thì coi như sứ mệnh họ xong rồi là họ sẵn sàng họ từ bỏ tất cả. Để từ bỏ được cái điều đấy cực kỳ khó. Thì báo cáo với các bác là như thế. Trên đời này tôi thấy mỗi Singapore làm được cái đấy thôi. Ông Lý Quang Diệu, ông là những người mà ông ấy xây dựng lên một cái đất nước Singapore kiểu đấy, nó vừa đủ nhỏ để làm như thế. Đấy. Còn nước lớn thì hầu như là không thể làm nổi. Bao giờ nó cũng có một cái sự chuyển mình nó từ từ, không thể làm nhanh được. Thế cho nên là tôi thấy rằng là các bác nào mà cứ hô hào một phát cái làm nhanh ấy, thì tôi đảm bảo với các bác rằng là các bác nên nghiên cứu kỹ thêm các nền Cộng hòa. Các nền Cộng hòa, từ nền Cộng hòa La Mã rồi các nghị viện rồi là các thậm chí là lưỡng viện, nghị viện, rất là nhiều những cái gọi là nền Cộng hòa khác nhau. Đấy. Và ngay cả là ví dụ như là chúng ta cũng là một nước Cộng hòa đấy, nhưng Cộng hòa nó kiểu khác. Đấy, đúng không? Đấy. Thì khi mình phân tích lại mình mới thấy được rằng là như bác Hồ nói đúng ấy. Đấy. Được độc lập, nhân dân phải được tự do và hạnh phúc. Bởi vì nếu không được cái đấy ấy, thì chế độ nào nó cũng chả quan trọng được. Đấy. Đa đảng, đơn đảng hay bất kể độc tài nó cũng chả quan trọng đâu. Đấy. Ngay cả Hitler các bác cũng biết được rằng là ông đấy cũng từ gọi là bầu cử mà đi lên. Những bài thuyết trình của Hitler tôi nói thật nó chạm sâu trong tâm khảm của mỗi con người. Mà người ta bầu Hitler đi chứ. Đấy, có đúng không ạ? Thế nhưng cuối cùng Hitler nó trở thành một cái chế độ nào thì các bác đã biết rồi. Có đúng không ạ? Cho nên rằng là có những cái mình làm được, có những cái mình không làm được, mà chúng ta phải yêu cái sự gọi là yên bình đấy, cái sự tự do đấy, tự do đúng không đấy, tôi đang thấy mình rất tự do, mặc dù là các bác là có thể là nhìn thấy trên màn hình tôi vừa bị một cái bạn nó gọi là
comment rằng là có khả năng là tôi bị thủ tiêu luôn. Thì báo cáo với các bác là như thế. Đấy. Rồi là một số cái gọi là được làm ăn kinh tế ở trong một giới hạn. Tất nhiên nó chưa hoàn hảo nhưng dần dần nó sẽ được hoàn hảo lên. Nó sẽ dần dần nó tiệm cận cái đấy. Chứ còn hoàn hảo thì không có, những ngọc nó còn có vết cơ. Thế đấy thì các bác thấy được rằng là tôi chỉ cần ví dụ đất nước nó có một cái sự ổn định để mà dân chúng làm ăn, dân chúng được tự do, dân chúng được nọ kia. Đấy. Thì lúc đấy là đại bộ phận nó sẽ rất là thoải mái. Đấy. Và cái sự công bằng dần dần sẽ gọi là lúc đầu có thể chưa công bằng nhưng dần dần nó sẽ công bằng hơn kiểu thế. Nó sẽ tiến dần lên. Tư pháp nó cũng thế. Đấy, tư pháp có thể lúc đầu rất nhiều những cái án oan sai thì đúng không? Bởi vì cách hành xử, cách văn hóa rồi cái trí tuệ nọ kia. Đấy. Luật không phải tất cả đâu nhé, cái văn hóa xử án cũng là một cái thứ để mà mình cũng phải bám theo đấy, để mình cũng phải xây dựng để mà chính cái bản thân con người tư duy xử án lên đấy, đấy. Dần 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 sửa lên đấy, thì tất cả mọi thứ nó sẽ dần dần lên như vậy đấy. Thế nhưng nó duy trì được cái sự ổn định và nó không duy trì tập trung quyền lực vào gọi là độc nhãn một người là được đấy. Thế thì để báo cáo với các bác rằng đấy là cái quan điểm của tôi mà khi tôi xây dựng cái trang trang này. Và các bác có thể nhìn thấy cái ví dụ ngay đầu tiên của chúng ta đấy. Chúng ta phải rất là thương xót. Thứ nhất là thương xót mọi người đấy, vì họ, người dân đấy rất là khổ. Tôi đảm bảo với các bác rằng rất là khổ. Mấy anh bạn của tôi đã đi Syria rồi đấy. Rồi đã đi Iran rồi đấy. Rồi đã đi những cái nước ở Trung Đông rồi, rất là mạo hiểm đấy. Thế tuy nhiên họ đi về họ mới thấy được rằng là phải nói rằng thật sự mình là hạnh phúc đấy. Bởi vì khi mình nhìn lên ấy, mình mong muốn được như họ. Thế nhưng khi mình nhìn xuống ấy, thì mình cũng phải thấy rằng mình cảm thấy tự hào với vị trí của mình như thế này. Nhưng khi mình nhìn lên ấy, những cái nước phát triển ấy, thì mình cũng phải thấy rằng là mình cần phải cố gắng hơn nữa để đất nước mình cố gắng hơn nữa để mà ngang bằng với họ đấy. Ngang bằng với họ nhưng phải thật khiêm nhường đấy. Tôi thấy các đất nước nào mà các chính phủ mà cứ gọi là nói to rồi là hoành tráng, rồi là tư duy kiểu như là áp đặt, ví dụ như anh Trung Quốc chẳng hạn đấy, thì anh tự hại mình thôi, tự hại chính dân mình thôi. Đất nước nào cứ khiêm nhường mà lên thì đảm bảo rằng là dân được lợi đấy, được cái sự ổn định trong tính mạng, trong hoạt động tất cả mọi thứ đấy. Thì cái này là tôi làm cái video nó cũng tương đối đặc biệt, tôi lan man một tí, thì có gì các bác thông cảm cho tôi, đúng không ạ? Đấy. Tôi rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi ở trong cái kênh Trang TV này. Đấy, rất mong được nghe những cái lời phản biện của các bác thông qua những cái bài viết của tôi đấy. Nhưng các bác lưu ý rằng phản biện thì các bác phản biện cứ bình thường thôi đấy, nhưng đừng dùng những cái từ dung tục bởi vì tôi không đọc được, YouTube nó tự xóa đấy. Thì báo cáo với các bác là như thế đấy. Thì rất cảm ơn mọi người đấy.